chào các bạn đã đến với tour du lịch đi Bến Tre đó. Sau đây là trưởng đoàn mặc áo màu đỏ rất là nổi luôn. Kế đây là trưởng đoàn phu nhân đó. Quay coi chụp nó luôn thôi. Và tôi hướng dẫn gì của chương trình. Và sau đây là hai khách mời của chương trình đi theo chúng tôi. Rồi, bên bầu ngồi dưới đó kìa. Đây là một anh rất là xịn phải không? Nhưng đây là cái gì của các bạn đây? Xin giới thiệu là đây là ai ạ? Bạn đồng hành á. Bạn đồng hành hả? À? Không biết bạn ấy được cấp mấy rồi đó. Ba kêu à, mới được ba kêu à. Dạ, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Và đây là ban chủ của chúng tôi. Mới đi hát xong mới hết đồ rồi. Bởi vì ban chủ, tuy ban chủ nhưng mà rất là ngu. Còn đây là ban chủ vô nhân. Rất là xinh luôn. Nhưng mà không bằng bạn gái của mình đó. Còn đây là chị Cốt đây. Chị Cốt ơi, sao chị ngủ ngon quá vậy? Hả? Bạn là cách gì? Còn đây là ai đây? Ai đây? Xin lỗi chị ấy đã lìa trần rồi. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình tại đây. Và cuối cùng quay lại mặt của chị Cốt. Thấy rồi, thấy mặt rồi. Nhưng mà bị che mới một phút.